Hello, xin chào tất cả mọi người, mình Hùng TV đây. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với con game bài Awin nhá anh em. Nhận free mỗi ngày này ở 631 đồng, khá là bèo bọt anh em ơi. Thì hôm nay mình quyết tâm vào quay slot anh em ạ. Chưa biết là quay slot nào thôi. 8 triệu à. Bây giờ quay slot bóng đá nhá. Đây, quay slot bóng đá đây. Vào bàn cao cấp luôn. Làm phát 250 anh em nhỉ. Một phát quay 250 thôi. Ôi, mẹ, ván đầu tiên nó cho sút penalty luôn này. Thường thì như thế này thì cực kỳ đen luôn anh em ơi. Đấy, vào đầu mất đấy, vừa vào mất đấy thì sau này dễ ăn, nhưng mà vừa vào nó cho ăn cái thì cực kỳ đen luôn. Trừ khi anh em vào phát ăn phát anh em nghỉ thì nó có lãi anh em ạ. Nhưng mà vừa vào phát ăn luôn mà anh em cứ chơi là kiểu gì cũng toang, mà sút vào có một quả anh em ơi. 650. Đấy, nhưng bây giờ anh em nghỉ là ngon này. Nhưng mà phải quay thôi anh em ơi. Tích cực quay. Biết đâu nó nổi cho cái hũ anh em nhỉ. Thì link tải con game Awin mình để dưới phần mô tả nhé anh em, với lại phần bình luận nữa. Có cả link Tele của mình phía bên dưới nữa. Anh em nào tải theo link của mình thì nhớ nhắn tin qua Tele cho mình. Có vấn đề khúc mắc gì thì mình sẽ giải quyết vấn đề cho anh em. Đấy, và anh em muốn mình ở cái con Awin Kawin, anh em muốn mình làm về cái trò nào ấy thì anh em có thể để lại bình luận phía bên dưới nhé. Mình sẽ đáp ứng nhu cầu của anh em. Đấy, anh em nghe nhạc tí nhá anh em. Em cứ thờ than gian nan cũng thiếu, thế có sao trăm việc không làm. Phải chăng em muốn có nhiều tiền, em muốn nhẹ nhàng mà không quá sức. Nơi chốn xa đâu biết cha mẹ đang nghĩ rằng, tưởng con đang ngoan ngoãn mà có đâu nào ngờ. Thưa cha thưa mẹ con lên thành phố, nhưng đêm đêm lắc suốt ở du trường. Chẳng lo đi kiếm việc làm, không muốn nhọc nhằn ngày bao gian nan. Nên em đành phải đứng đường làm lũ mẹ cha quanh năm vất vả, cũng chỉ lo con được học hành. Mà sao con chẳng hiểu nội lòng, con chẳng học hành mà cứ ăn chơi. Đời đã cho
quái lớn, ai lọc lừa dân chắn xa lạ. Mang cũng yếu rồi, ta nhìn lại có mấy người bên mình hợp tâm, người nào đâu bạn bè chơi có. Cho hay để mọi người suy nghĩ cuộc đời, cuộc sống hiện tại ta được gì, ta mất gì, bạn bè thì đâu, tìm ở đâu người bạn tri kỷ bên ta. Ta nhìn lại đi, nhìn lại đi, với anh em sống quá thật tâm, đến hôm nay có đứa nào đâu xót xa chưa, lúc xa cơ rồi bạn bè.